cho mọi người một vườn dâu Nhật nằm ngay tại trung tâm Đà Lạt, không tốn nhiều thời gian di chuyển và cũng không thu phí tham quan. Dâu ở đây là chuẩn giống dâu Nhật được anh chủ vườn con trai của Thảo nhập về. Trái nào trái nấy vừa to vừa ngon, cắn một cái lại cảm giác ngọt liệm, tươi mát tan trên đầu lưỡi luôn. Điều mình khá thích ở đây là vườn dâu Nhật này không hề sử dụng thuốc trừ sâu. Các bạn có thể ăn trực tiếp sau khi rửa qua nước thường để sạch bụi bẩn thôi, nhưng mà không có được ăn ngay tại vườn nha. Anh chủ vườn kể với Honey là ảnh đi học bên Nhật về phương pháp trồng dâu và sử dụng thiết bị của loài côn trùng chuyên gây hại cho dâu để bảo vệ những trái dâu ngon đỏ mọng nước mà không hề dùng đến những hóa chất có hại sức khỏe cho người tiêu dùng. Còn đây là loại cây vườn sử dụng để thu hút thiên địch của sâu hại. Mỗi một luống dâu sẽ được trồng những khóm hoa này, hoa màu trắng nhỏ xinh, có mùi thơm nhẹ và rất là dễ thương luôn. Mình không biết tên em nó, bạn nào biết comment giúp mình với nha. Phải nói là anh chủ vườn cực kỳ tâm lý các bạn ạ. Mỗi ngày 2 lần anh chủ sẽ cho các cô làm vườn đến để lặt bớt lá dâu thừa đi, khiến cho những trái dâu đỏ hiện ra dễ hơn. Mấy bạn chụp hình cũng sẽ thấy nhiều dâu hơn, hình đẹp hơn nữa. 10 điểm kinh tế nha. Hơn nữa dâu ở đây rất rẻ. Mình chưa thấy vườn nào rẻ mà lại nằm ngay trung tâm Đà Lạt như vườn dâu này cả. Lúc đầu mình nghe xong giá mình cũng hơi ngố ấy. Nhưng mà thật nha, mấy bạn hái bao nhiêu thì tính giá bấy nhiêu, nên rất hợp cho những cặp đôi đi tham quan muốn hái để chụp hình luôn. Vương có tặng muối xí muội cho mấy bạn hái dâu ở đây luôn nha, ăn rất là ngon. Đi Honey thì chụp được rất là nhiều hình đẹp ở đây. Ánh sáng đẹp nhất sẽ là tầm 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Ở đây có rất là nhiều nhà lồng trồng dâu và rất là rộng, nên mọi người không cần lo chụp kín người. Vương này rất ít ai biết đến, cần được viral hơn. Mình thấy thật sự vì chất lượng nhận được và giá tiền bỏ ra thì như vậy là quá rẻ. Nên dịp Tết này các bạn đi Đà Lạt có muốn chụp hình hái dâu thì hãy ghé qua vườn dâu cô Thảo. Video này là trải nghiệm thật sự, mình không có nhận booking nhé.